Hôm nay chúng ta sẽ toàn diện về chiều dài có lắc lò xo, Đây các bạn này. Hôm nay chúng ta chỉ toàn diện về chiều dài có lắc lò xo thôi, còn về thời gian lò xo giãn nén giãn chắc là ta sẽ để sau nhé. Thấy chưa? Thấy chưa? Đấy, ta sẽ để uh, riêng ở phần này, riêng ở phần này này, ta sẽ để để riêng nhé. Có nghĩa là hôm nay ta sẽ đi vào phần chiều dài có lắc lò xo thôi nhé. Chiều dài con lắc lò xo thôi nhé. Ta sẽ không đi vào cái phần. Uh, thời gian lò son nén giãn để buổi sau nhé được chưa giờ ta đi vào kiến thức cần nhớ nào các bạn nào ta đi vào kiến thức cần nhớ nhé ok chưa nào bắt đầu chúng ta cùng đi vào một lớn kiến thức cần nhớ nào phần một đi phần một nhé các bạn nhé lý thuyết nếu mà các bạn nghe tiếng không không không, không uh, rõ thì các bạn bảo thầy nhé hay là kiến thức cần nhớ thì các bạn hiểu là nó vài cái công thức như này xin chào quân nhé xin chào các bạn các bạn vào đi ạ các bạn ôn đi để mà để mà buổi sau xin chào từng vị để mà tối mai các bạn kiểm tra để lấy 500 k nhá được chưa các bạn nào phần lý thuyết các bạn nhớ như sau thầy này nhớ như sau này thứ nhất là chiều dài con lắc lò xo ấy. con lắc lò xo gồm có ba loại các bạn học loại lò xo Loại thứ nhất là nằm ngang. Loại thứ hai là thẳng đứng và loại thứ ba là nằm nghiêng. Nhưng mà khi nói đến chiều dài có lắc là so ấy thì các bạn hiểu là thế này này. Loại 1 nhá, loại 1 có lắc là so thẳng nằm ngang ấy, thì ta không xét mấy đâu, ta chỉ xét thẳng thẳng đứng thôi. Đây nhìn này, lò so này nhìn này, đây nhá. có một có lắc, có lắc là so thế này. Thì khi mà chưa chịu tác dụng của quả nặng vào đây. Chưa treo quả nặng vào đây thì chiều dài tự nhiên của nó là L0. Các bạn chú ý nhé Chiều dài tự nhiên của nó là L0 Đấy, thấy chưa? Thứ nhất này Chiều dài tự nhiên Của lò xo là L0 Từ nay ấy, các bạn sẽ nhìn thấy cái ký hiệu Chữ L0 này là chiều dài tự nhiên của lò xo Có nghĩa là không treo quả nặng vào Không treo vật vào Thì bản chất nó dài được bằng bao nhiêu Thì đấy là chiều dài tự nhiên Giống như kiểu cái bút này này nếu mà nó dài khoảng tầm bao nhiêu ạ? 25 cm chẳng hạn À 15 cm chẳng hạn thì đấy là cái bút này chiều dài tự nhiên của nó. Được chưa các bạn? Đấy chiều dài tự nhiên nhé Khi nào? Khi nào? Bây giờ thầy kéo con lắc này ra khỏi. Bây giờ thầy treo quả nặng vào đây. Treo quả nặng đã, Trước khi kéo này. Đây, treo quả nặng vào đây. Giả sử khi treo quả nặng vào đây. Tại vị trí này quả nặng đứng yên thì các bạn biết rồi học ở phần đại cương động điều hòa rồi. Khi quả nặng đứng yên ở đây chính là vị trí gì các bạn? còn đang đứng yên này có phải là chính là vị trí gì nào vị trí cân bằng đúng không ạ chính là vị trí cân bằng nhé đây là vị trí cân bằng ô này ô nhá được gọi là vị trí cân bằng đây này đấy gọi là vị trí, vị trí, cân bằng thì cái vị trí cân bằng này ấy, thì bình thường thầy sẽ không ghi vị trí cân bằng nữa mà thầy sẽ ghi là l không à, xin lỗi l cân bằng l cân bằng được chưa các bạn l cân bằng là chiều dài của lò xo ở vị trí cân bằng được gọi là l cân bằng được chưa các bạn l cân bằng nhé thì thầy gọi ghi bên này đi đấy đây là l cân bằng L cân bằng. Các bạn ghi ghi chậm thôi không vấn đề gì cả. L cân bằng. Được chưa? Chiều dài ở cân bằng. Thế thì lò xo so giãn ra một cái đoạn từ vị trí L0 xuống. Đây này, màu này này. Tính từ đây xuống đây. Tính từ đây xuống đây thì lò xo so giãn ra một cái đoạn được gọi là delta L0. Delta L0 là độ biến dạng giãn của lò xo. So. Còn đối với trường hợp các bạn ngồi lên cân đấy, các bạn cứ tưởng tượng ngồi lên cân đấy thì lò xo so nén xuống ấy để gọi là biến dạng nén. Thì trường hợp này thì gọi là biến dạng giãn của lò xo so là delta L0, được chưa các bạn? Thì các bạn có này chiều dài lò xo so ở vị trí cân bằng Đấy chưa chiều dài lò xo so ở vị trí cân bằng này là l cân bằng nào công thức của để tính l cân bằng như sau nào công thức để tính l cân bằng như sau đó là l cân bằng các bạn ghi đi nhá l cân bằng sẽ bằng là l không cộng gì các em nhỉ có phải cộng với cả delta l không không ạ Được chưa? Nào, L cân bằng bằng L0 cộng delta L0 nhá. Các bạn hãy tập trung học đi nhá, tập trung học nhá. Bạn nào vào thì thông cảm cho thầy ấy, thầy đang tập trung giảng thầy chắc chưa chào được đâu. Nào, L cân bằng bằng L0 cộng delta L0. Thế bây giờ thầy tính delta L0 như thế nào? Nào tính delta L0 như thế nào? Các bạn cùng nhìn này. Cùng nhìn nhá, thầy xét tính delta L0 như sau này. Tính delta L0 này. Cái này một cái bài toán nhỏ nhỏ thôi nhá, tính delta L0. Delta L0. Đấy, tính delta L0 các bạn cứ tưởng tượng dễ hiểu này khi quả nặng ở đây quả nặng đứng yên đấy tại vị trí cân bằng tại vị trí cân bằng thì con lắc à, quả nặng này chịu tác dụng của những lực nào các bạn nào thầy hỏi là tại vị trí cân bằng quả nặng chịu tác chịu tác dụng của những lực nào đó? có phải là gì ạ trọng lực P và gì rồi nào có phải trọng lực P và gì ạ lực đàn hồi F đàn hồi đúng không như vậy là sẽ là gì P bằng F đàn hồi Đúng chưa các bạn? P bằng F đàn hồi Thì dẫn đến là gì ạ? Tương đương P là bằng M nhân M nhân g Khối lượng nhân với cả Gia tốc trọng trường F đàn hồi là K nhân với cả gì ạ? F đàn hồi này này K nhân gì các em nhỉ? K nhân trị đối Delta l không Được chưa các bạn? Rồi Đấy Rồi tương vi Trọng lực và lực đàn hồi Như vậy từ đó ta suy ra này Delta L0 Delta L0 Được chưa Xem được không này Sẽ bằng là gì các em MG trên MG trên K Tôi thì ghi xuống dưới này đi nhá Để tí nữa nó đỡ và chiếm vào cái vị trí này của thầy Như vậy từ đó suy ra này à, Delta L0 Các bạn tính bằng cái công thức này nhá Bằng MG trên Trên K K là độ cứng của lò xo so, M là khối lượng của vật Rồi hướng giang và tương vi giờ chính xác là M nhân G trên K Nào ở đây các bạn có thể chia, chia ném thằng M xuống dưới mẫu là G phần k trên m g phần k trên m thì cái g này là gia tốc trọng trường giữ nguyên k trên m có phải là bằng omega bình phương không các bạn? như vậy từ nay ta được cái công thức để tính delta l không của ta như sau sẽ bằng là một là bằng mg trên k lấy tích khối lượng nhân với cả gia tốc trọng trường g chia cho độ cứng k hoặc ta lấy được g chia cho omega bình phương được chưa các bạn đấy là cái công thức để các bạn có thể tính ra được có thể tính ra được delta l không nhá đấy là phần đầu tiên các bạn cần phải nắm được cho thầy được chứ các bạn? Rồi, tiếp theo là cái gì nào? Chú ý này, khi tính vào cái công thức này ấy, thì delta delta L0 của ta đang là đơn vị mét, nhớ đổi ra cm khi tính toán nhé Rồi, thế thì tiếp theo, tiếp theo là cái gì? Nếu mà bình thường ở vị trí cân bằng mà ta kéo con lắc lệch ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn ấy. Đấy như này, kéo con lắc lệch ra khỏi một đoạn x nào đó. X nào đó thôi, ở đây mới là x thôi. Nó chứ phải là biên độ A. Thì chiều dài ở vị trí x. Đoạn này chính là lý độ x này các bạn này. Đấy, đoạn này chính là lý độ x nào đó đúng chưa? Đi độ x nào đó. Thế thì lx bằng cái gì các bạn? Nào lx nào. Nếu cộng nhá. Nào, chiều dài ở vị trí x nào đó. Lò xo so ở li độ x. Ở lý độ x. Nếu mà trường hợp thế này, này các bạn này, nếu mà thầy chọn chiều dương hướng xuống thì tính từ vị trí này, nếu mà thầy chọn chiều dương từ trên xuống. Đây chiều dương thế này. Thế thì ở đoạn này xuống thì nó sẽ là dương, ở bên này sẽ là âm. Âm nhá. Thì chiều dài ở lý x nào đó x có cả dương cả âm thì sẽ là l x ấy, sẽ bằng là l0 cộng delta l0 đã. Và cộng thêm cộng hoặc trừ một cái lượng là x. Thì các bạn chú ý trên thầy cái công thức này. Được chưa các bạn? Đấy, l x là như này. Nhá. Tiếp theo là cái gì nào? Tiếp theo là cái gì nào? Chứ khó lên hai hai ba công thức nữa thôi. Nào, tiếp theo nào các bạn cùng nhìn lại nhá, lợi ích ở một cái vị trí X nào đó, thế thì bây giờ chiều dài dài nhất của lò xo là cái gì? cũng là lò xo đang ở lò xo này, bây giờ thì kéo lệch ra, đây là vị trí cân bằng O nhá, vẫn là vị trí cân bằng O, thế kéo lệch ra khỏi đến biên dương a đi, chỗ này dương a này, dương a đúng không? dương a, thì chỗ này sẽ là âm a, chữ a. Thế các bạn cùng nhìn nhé, cùng nhìn nhé, ở vị trí thấp nhất, đây là vị trí thấp nhất của lò xo, đấy thấp nhất. khi ở vị trí thấp nhất thì chiều dài lò xo dài nhất, đúng không? chiều dài lò xo là dài nhất, như vậy ta có là chiều dài chiều dài dài nhất được gọi là chiều dài cực đại của lò xo chiều dài cực đại các bạn chú ý công thức này chiều dài cực đại thì ta sẽ có là l mắc gọi là chiều dài cực đại bằng l không này cộng delta l không này cộng với cả biên độ a vì tính từ đây đến đây là được gọi là biên độ a này, này. Đấy, đến đây là được gọi là biên độ a nhá thì ta tính tính từ chiều dài đây là l không rồi cộng delta l không nữa cộng thêm một lượng a nữa thì được gọi là l mắc với công thức số 1 thì cái chỗ này là l không cộng đến là l không chính là l cân bằng đúng chưa các bạn hay tương đương này thì cái tương đương đây đi l mắc bằng l cân bằng cộng với cả a đấy chiều dài lò so ở vị trí bằng cộng với cả a được chưa đây thì gọi là phương trình số 1 thế thì chiều dài lò so min à? chiều dài lò so ngắn nhất là em nhìn này ở đây chính là min chiều dài đoạn này là được gọi là min nào ở vị trí cao nhất này đấy cao nhất khi ở vị trí cao nhất này thì sao ạ thì l xem sao l sẽ min chiều dài cực cực tiểu nhá nào thấy ghi l chiều dài cực tiểu này chiều dài cực tiểu được chưa thì sẽ là l min l min nhá l min nào l min bằng l không cộng Delta ta l không và trừ cho a hoặc ta có thể ghi là l min bằng l cân bằng trừ cho a à, trường hợp này là trường hợp hai rồi ok chính xác kiểm tra chính xác đấy là hai cái công thức mà các bạn cần phải nắm được để tí nữa ta tính nào từ 1 và 2 ta suy ra này nào từ 1 và 2 từ 1 và 2 các bạn chú ý như sau nào từ 1 và 2 các bạn chú ý cho thành như sau nào Bây giờ nếu mà thầy trừ lấy vế lấy vế cộng với vế, vế cộng với vế thì ta sẽ được là a đúng không nhỉ? vế cộng với nào. Lấy 1 cộng 2 nhé, ta sẽ được là thằng này cộng thằng này thì a cộng trừ a là hết, chỉ còn là l cân bằng thôi. Thì ta sẽ được là l cân bằng. L cân bằng, chiều dài nó so ở vị trí cân bằng ấy sẽ bằng là l max cộng l min chia cho 2. Đấy công thức đầu tiên. Công thức số 2 nếu mà ta lấy hai vế trừ nhau, số 1 trừ số 2 thì ta sẽ tính này a trừ của chữ a là 2a l cân bằng trừ l cân bằng hết l max trừ l min như vậy là a sẽ bằng là l max trừ l min đúng chưa các bạn và ta chia cho chia cho hai được chưa đấy đây là một sao hai sao đấy các bạn sẽ có hai cái công thức này để tính chữ dài max min nhé được chưa thế lần sau nếu mà phải vất vả phải nếu mà trường hợp là các bạn phải phải uh, xác định ấy. Phải xác định thằng A với cả thằng uh, thằng L cân bằng ấy thì các bạn dùng cái công thức này. Nhưng mà nếu mà bài nào mà thầy cũng vẽ cả một cái lò xo thế này thì phức tạp, như vậy từ nay thầy sẽ vẽ như sau. Từ nay thầy sẽ vẽ như sau. Nào chú ý này. Chú ý nhá. Chú ý như sau này em này. Ghi xong chưa các bạn? Nào chú ý nhá, từ nay thầy sẽ ký hiệu như sau. Nào đây là chiều dài tự nhiên đó thầy kẻ một đường xuống đây thì ở chiều dài tự nhiên thầy ký hiệu là y chiều dài tự nhiên thầy ký hiệu là y được chưa các bạn? chiều dài ở vị trí cân bằng thầy ký hiệu là o ở vị trí x nào đó thầy sẽ ghi là x còn biên biên độ a giả sử biên độ a đấy sẽ là biên dương a vị trí thấp nhất bên này biên âm a chẳng hạn thầy sẽ ký hiệu như này được chưa các bạn các bạn sẽ nhìn rõ ràng này nhìn ở đây các bạn sẽ đọc được ngay này để lần sau ví dụ như vào học muộn đấy, các bạn vào trong nhóm kín ấy, thì nhóm kín thì sẽ dạy nhiều dạng cho các bạn ấy. nó đụng vào nhiều phần lắm thì các bạn đọc được ngay các bạn tạo thói quen cho mình thứ nhất là vị trí biên dương a biên âm a ở đây được chưa nếu mà chiều dài chọn chiều dương là chiều hướng xuống thì thầy sẽ ký ở thế này còn chiều dương hướng lên thì sẽ là mũi tên lên và sẽ có dấu dấu cộng đi lên thì ý là chiều dương hướng lên còn trường hợp này thầy sẽ chọn là chiều dương hướng xuống thì vị trí thấp nhất là biên dương a vị trí vị trí này sẽ là biên âm a thì biểu diễn trên vòng tròn lượng giác các bạn sẽ nhìn thấy như sau này nào biểu diễn trên vòng tròn lượng giác các bạn nhìn thấy như sau này đây lẽ thường tình ấy chỗ này sẽ là biên âm a giống thẳng thằng ra đây này chỗ này sẽ là biên âm a chỗ này sẽ là biên biên dương a nhưng mà như thế thì nó sẽ bị lệch so với bình thường các bạn học như vậy coi như thằng này nó sẽ là biên dương a thì đây sẽ là biên âm a nó quay lại ứng dụng vòng tròn lượng giác cho dao động điều hòa ý hết phần này có hiểu không các bạn có hiểu không ạ thì tính từ ô đến đây vẫn là biên dương a thì đoạn này vẫn là ô này vị trí cân bằng này vị trí cân bằng này đúng không đây vẫn là vị trí cân bằng thì đây vẫn là vị trí cân bằng nếu mà vị trí cân bằng nó đang chuyển động về hướng về chiều dương thế này thì nó đang ở vị trí cân bằng theo chiều chiều dương bị che hả? Ok ok. Đây nhìn này. Đây các bạn cùng nhìn này. Nhìn nhá. Nào nếu mà thầy chọn biên dương ở đây thì bình thường thầy sẽ ký ở biên dương ở trên này. Nhưng mà như thế thì nó hơi lạc lõng so với bình thường ấy. Được chưa? Ok thầy kéo rồi. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy này. N nếu mà thầy để biên âm ở đây thì chính là vị trí này. Nó song song luôn. À, nó 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 song song luôn chỗ này này. Hai điểm này này. Nhưng mà như thế thì nó sẽ dễ bị nhầm lẫn vị trí cân bằng. Cho nên thầy sẽ để nếu mà thầy để biên âm ở đây thì biên dương ở đây. Thầy sẽ bảo đảo nó, đảo nó xuống. Thì coi như đây là biên âm chính là chỗ này này, biên dương ở chính là chỗ này. Thì đây cũng chính là vị trí cân bằng bình thường. Đúng không các bạn? Thế thì nếu mà trường hợp thế này này, chú ý nhá. Delta L0 mà lớn hơn A. Delta L0 mà lớn hơn A. Đây này, delta L0 mà lớn hơn A. Ở đây nếu mà delta L0 của ta là giãn lớn hơn A thì lò xo so luôn luôn giãn lò xo so luôn giãn đấy lò xo so luôn giãn còn nếu mà delta l không mà nhỏ hơn bằng a nhỏ a đi dùng nhỏ a nha ok chưa hoặc là lớn hơn đi lớn hơn cho thêm dấu bằng nữa lò xo so cả nén cộng giãn các bạn cứ ghi này cho thầy đó ghi như thấy chưa có cả giãn cả nén trường hợp đấy là không nhỏ bằng a thì tí nữa thì sẽ vẽ cho các bạn xem được chưa những cái kiểu cơ bản này các bạn phải nắm nhé xong chưa nào bây giờ ta sẽ đi vào bài tập xong chưa đã cái phần lý thuyết như thế các bạn thì đủ hiểu chưa nhỉ nào đủ hiểu chưa hay còn ghi một cái chú ý nữa cho thầy cũng được chú ý hai đi trước khi làm bài tập này chú ý hai này để làm bài tập các bạn đỡ vất vả thôi Đấy nhá, chú ý hai nhá. Được chưa? Nào ghi thầy nào. Khi lò xo so không biến dạng thì x bằng trừ delta l không. Đấy, khi lò xo so không biến dạng thì em sẽ cho là x bằng trừ delta l không. Nó ở bên trên mà, được chưa? Được chưa? Khi lò xo so không biến dạng thì x bằng trừ delta l không. Các bạn ghi này cho thầy trừ nhá bởi vì tại sao như vậy nó nằm ở phía này này nó ở chính ở chỗ này này thì nếu bạn thì chọn chiều dương hướng xuống, xuống thì nó sẽ nằm âm này Lý độ âm mà hiểu không âm nhá chú cho thầy cái này tiếp nào lò so giãn nhiều nhất này lò so giãn nhiều nhất nhiều nhất khi vật ở vị trí thấp nhất này giãn là tính từ đây xuống này em nhỉ nhìn này. thấp tính từ đây xuống là delta l không cộng với cả a còn lò so nén nhiều nhất lò xo so nén nhiều nhất ý là lò xo so mà à lò xo so dùng nén nhiều nhất cũng được, được delta là không trừ delta không trừ a đấy chưa delta là không trừ a các bạn chú ý này cho thầy nhé ok chưa ở trí cao nhất hay à, là ghi thế này cho dễ hiểu nhé à từ từ ghi này đã đừng vội nén đừng vội nén đừng vội nén lò xo giãn giãn ít nhất ít nhất là thế này giãn nhiều nhất là thế này rồi ghi hai cái cho thầy thôi. Có dịch được chữ thầy không nhỉ các bạn? Có dịch được không? Rồi bây giờ ta sẽ đi vào ví dụ cụ thể nhá. Bây giờ là 9 giờ, bây giờ ta sẽ đi vào ví dụ cụ thể nhá. Đủ hiểu không các bạn? Đủ hiểu lý thuyết không các bạn? Thực ra thì lý thuyết nó chỉ đến một cái độ thế thôi. Wow, mình tôi mà. Nào, chiều dài tự nhiên của lò xo. Câu hỏi số 1 chết rồi, chết Câu hỏi số 1 nào, cùng làm câu hỏi số 1 nào. Đây. Ê... Chút tôi rồi. Không đách được rồi em ạ. Không biết lý do tại sao. Nó lại lỗi chăng? Nào có hỏi số 1 này. Rất bùng. Để thêm một xíu, để thêm một xíu nhá. Để thêm một xíu. Để sẽ mở lại cái file Word đó cho các bạn. Để thêm một xíu. Nó bị lỗi file Word. Ờ uh... Rồi ok, đây rồi đây rồi em ạ đợi thấy tí nhá lấy lại cho các bạn Được chưa? Đợi thầy, đợi thầy, đợi thầy một chút nữa Quay lại màn hình đã Quay màn hình này Không phải quay màn hình Đợi thầy chí nhá thầy, thầy, một phút thôi 30 giây, 30 giây Ok, thầy quay cửa sổ đây Kiểu là nó bị uh... Bây giờ thầy, thầy chỉ cần đạp, đạp đẩy một cái là nó bị ấy Bị lỗi Khó chịu kinh khủng Rồi ok, thầy để nguyên thế này thôi nhá nào câu hỏi số 1 là ta cùng làm nào. Trời ơi, đừng làm vậy mà. Nó lại bị đứng hình rồi mà. Nó không có bút, đây này nó không bút chỉ đây này. Thế là bây giờ thầy chưa viết được. Đợi một chút nha, nó loát qua cái cái này đã. Bạn nào chưa ghi bài thì các bạn ghi thầy cái nào. Bạn nào chưa ghi bài thì các bạn ghi bài đấy, thầy nào. Bây giờ thì, thầy sẽ Đợi một chút để thầy tải lại cái file word đã. Vì là nó bị lỗi file word từ đầu cho nên là cứ mỗi lần đến viết một cái là nó nó lỗi một cái bụp phát. Nó kiểu nó trêu mình ấy. Thầy cũng chưa hiểu lý do tại sao luôn ấy. Đây, thầy mở tạm một cái file này cho các bạn. Ok, dùng file này. Dùng file này nhá. dùng file này ok nếu mà dùng file này thì nó lại uh, nó lại chưa viết được ok rồi ok rồi chắc ok rồi ok nào bắt đầu ok rồi em ơi ok rồi ok rồi sorry 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 nào bắt đầu này bắt đầu này ta có như sau à, con lắc là so cho thẳng đứng dao động điều hòa với phương trình x bằng hai cos 20 t chiều dài tự nhiên của lò xo là l0 bằng 30 cm lấy g bằng 10 chiều dài nhỏ nhất và lớn nhất của lò xo trong quá trình dao động lần lượt là bao nhiêu thì các bạn có là chiều dài lớn nhất là lmax còn chiều dài nhỏ nhất là l lmin bằng l0 cộng delta l0 cộng với cả gì ạ à trừ a đúng không các bạn sẽ là trừ a ok chưa còn lmax bằng l0 cộng delta l0 cộng a đúng chưa nào ở đây bây giờ thiếu cái gì thiếu cái gì thiếu cái gì thiếu delta l không đúng không đúng không thế thấy bạn là các bạn đã tính được ra rồi nào delta l không nào bằng g chia cho omega bình đúng chưa nào g của ta là bằng đề bài cho bằng 10 rồi omega bình phương là 20 bình phương bằng 400 như vậy cái này các bạn lấy máy tính ra các bạn tính đúng không thì sẽ là 10 chia cho bao nhiêu ạ 10 chia 400 thì sẽ bằng là 1 phần 40 là 0,025 m 0,025 m thì cái này đổi bằng 2,5 cm đúng chưa? 2,5 cm. Và biên độ a của bạn bằng 2 này. Như vậy là l min của ta bằng l0 là bằng 30 này. Cộng với cả 2,5 đúng không nhỉ? Chúng ta trừ cho 2. 30 cộng 2,5 là 2,5. trừ 2 là bằng bao nhiêu? 30,5. Đến đây thì ta đã khoanh được đáp án a C rồi. Nhưng mà tính l max thì sao các bạn? Lấy 30 cộng 2,5 và chúng ta cộng bao nhiêu ạ? Cộng 2 đúng không nhỉ? Sẽ bằng 34,5 cm. Rồi, như vậy bạn à, Hương Giang đúng này bạn à gì nữa đấy làm khá là nhanh Ok bạn nào các bạn các bạn ơi sẵn nào thông cảm một chút nhé nó bị uh, đơ 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 rồi câu hai nào các bạn comment đáp án nào câu hai các bạn comment đáp bạn nào thì sẽ khắc phục được cái lỗi này vì thầy nghĩ là có nhiều cái trình bày bằng bảng nó sẽ nó sẽ dễ hơn là các bạn à bị trình bày bằng giấy nào câu hai hai a à, huyền trang ra à? khoai a sẽ đúng nhá huyền trang ra a à này bạn nào tiếp tục đi ạ à. bạn khác bạn khác nào thả tim uh, ủng hộ thầy nhá vì uh, vừa rồi lỗi thầy cũng bị vừa rối quá chứ biết làm thế nào hy vọng là tí nó đã không bị vấn đề gì cả Huyền Trang ra bạn khác nào? Bạn khác nào các bạn? Một lò xo có khối lượng không đáng kể và độ cứng là 50 Newton trên mét. Một đầu gắn vật nhỏ có khối lượng là 100 g. Như vậy trước hết các bạn phải tính ra được cái gì ạ? Để tính chiều dài tự nhiên thì ta phải tính ra được. Xem nào. Để bài cho sẵn cái gì nào? Có thằng nào? Bây giờ tính ra ta được không đã? Đúng vậy. MG trên K. MG trên K. Đấy. Bằng MG trên Mg trên K Bằng này Các bạn nhìn này Ok ok Tuấn Anh cũng à Hương Giang cũng à Nào Mg là 0.1 Nhân 50 Ở đâu rồi G là bằng 10 chứ nhỉ 10 Không nói gì các bạn cứ cho bằng 10 nhé Chia 50 Bằng Bằng nào 0.1 nhân 5 À 0.1 nhân 10 Chia cho 50 Sẽ bằng là 0.02 0.02 các bạn Đơn vị là mét Và đổi ra bằng 2cm tiếp 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 l cân bằng Thì có dạy các bạn công thức là l cân bằng bằng l max đúng là l max là chiều dài dài nhất đây này cực đại là 40 chiều dài cực tiểu là l min này cộng l min chia 2 sẽ ra l cân bằng bằng 3, 40 cộng 30 là mấy 70 chia 2 là bằng 35 cm đến đây 35 là chết rồi chiều dài tự nhiên của nó là gì các bạn l không bằng l cân bằng trừ gì các bạn trừ cho delta l không Xong rồi, cả lớp tất cả ra a là thế nào? 32 cm, 33 cm chứ. 33 cm em ơi, sai rồi. Sai rồi. Thấy sai chưa? Thấy sai chưa các bạn? Đấy là chiều dài ở vị trí cân bằng thôi, đâu phải là lờ tự nhiên đâu em. Đúng không? Các bạn thấy mình sai chưa? Nên khi làm ấy, những bài kiểu này các bạn phải cẩn thận vào. Nếu không các bạn sai các bạn sẽ thấy rất là buồn. Ok, quên trừ là chính xác rồi. Câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3. Ôn đi ôn đi để tối mai làm bài ngon nào các bạn. Câu hỏi số 3. Nào câu hỏi số 3. Chiều dài tự nhiên là L0 Trời ơi đúng chiều dài tự nhiên là L0 Nhưng mà đây là cái công thức tính L cân bằng mà L cân bằng mà Ok chưa Nào câu hỏi số 3 nào Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Huyền Dịu Câu hỏi số 3 của ta như sau này em này Giải nhá một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo khi vật ở cách vị trí cân bằng 5 cm thì tốc độ bằng không các bạn cho thầy hỏi trong dao động điều hòa trong dao động điều hòa vận tốc bằng không hay là tốc độ bằng không ở đâu ạ à? v bằng không ở đâu các bạn ở hai biên đúng chưa v bằng không ở hai biên như vậy rõ ràng là gì khi cách vị trí cân bằng 5 cm đây chính là gì đó suy ra và lò xo so lại không biến dạng nữa thì suy ra được là gì ạ biên độ a bằng 5 cm luôn bằng delta l không luôn bằng 5 cm nghe có vô lý không ạ chả vô lý gì đúng không nhỉ đấy chính xác a bằng delta l không chính là và lò xo so không biến dạng luôn đấy a bằng 5 cm rồi cho g bằng 9,8 tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng nào v max bằng omega nhân a nhưng mà thiếu omega nữa thì các bạn có công thức là delta l không bằng g phần omega bình từ đó suy ra omega bằng căn của gì ạ? G trên delta l không. Như này này, bằng căn của G trên delta l không là 10 à 9,8 chứ nhỉ? Chia cho. Nhớ này, delta l không đổi ra mét này, không phải 0,5 này em này. Đấy, ra omega nhá. Khi có omega rồi các bạn tính cho V max bằng omega như này. Đúng chưa? Nào, các bạn bấm máy tính cho thầy này. Đây lấy máy tính nữa, để tính cho bạn. Đó, ok. Các bạn nhìn thấy máy tính không? Rồi các bạn tính toán bình thường thôi đúng không nhỉ? Đây. Này căn này. 9,8. Đúng không nhỉ? Chúng ta phần cho bao nhiêu? 0,05. Và sẽ bằng là 14. Như vậy omega bằng 14. Rồi, 14. cm, được chưa? Có omega 14 rồi, 14. À xin lỗi 14 radian trên dây em ạ, 14 radian trên dây. Thì ghi nhầm thành cm. Rồi, radian trên dây. Như vậy omega nhân a là 14 nhân với cả gì? Này, thằng này là 5, thì đổi bằng là bao nhiêu? 0,05. Mét nhé, đổi ra mét nhé, sẽ bằng 0,7 mét trên dây. Rồi, như vậy là huyền trang chính xác. Rồi, ok. Nào, như vậy đáp án các bạn chọn đây là A. Đúng chưa ạ? a à, không phải được Đấy chưa đây câu hỏi số ba được chưa các bạn rồi câu hỏi số bốn nào khó dần lên một xíu, một xíu nhé hôm nay chúng ta chỉ xử lý khoảng tầm chục bài thôi chục bài thôi các bạn không nhiều đây này chục bài thôi đủ để các bạn học cảm thấy khó mấy bài này đang còn dễ mà Được không ạ? Rồi tường vi ra A. Câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 nào. Câu hỏi số 4 nào. Ở đây các bạn nào mới thì các bạn lên tiếng này để thầy biết này. Vì thầy thấy là nhiều bạn có nhiều bạn mới phết. 4 c 4 c Hôm nay bạn à Câu 4 không nhầm là gì Nào Ngọc Hân không thấy đâu nhỉ? Ngọc Hân đâu nhỉ? Ngọc Hân tự nhiên thấy không thấy uh, học đêm nhỉ? Hay là giờ này uh, bạn mạng méo vấn đề Một con lắc là so có độ cứng là 100 Newton trên mét Treo thẳng đứng Đầu dưới treo vào một vật có khối lượng 1kg Tại nơi có gia tốc trọng trường là 10m trên dây bình phương giữ vật ở vị trí lò xo còn giãn 7 cm rồi cung cấp cho vận tốc 4,4 m trên theo phương thẳng đứng ở vị trí thấp nhất độ giãn của lò xo bằng bao nhiêu nào như vậy ở vị trí thấp nhất nào thấp nhất nào thầy cho một cái hệ quả đã thì lò xo có độ giãn là delta l không cộng với cả gì cộng a đây là độ giãn của nó đây là cái hệ quả đấy các bạn tính nhá Thấy chưa thì đóng khung vào đây đóng khung vào đây thế thì bây giờ muốn tính ra được thì ta làm thế nào Bây giờ ta tính cái gì ạ à? Tính cả delta L0 mà tính gì nữa Tính cả A là delta L0 Thì ta tính đơn giản rồi Bằng Mg trên Trên K đúng không nhỉ M là bằng 1 này Nhân G là mấy 10 đúng không nhỉ Trên K là 100 Như vậy ở đây này Sẽ là 1 x 10 là 10 10 x 100 là 0.1m 0.1m thì ta đổi ra bằng 10cm Đúng chưa Đổi bằng 10cm Bây giờ thiếu cái gì nữa thôi ạ à? Thiếu biên độ A Nào thiếu biên độ A nào giữ vật ở vị trí lò xo còn giãn 7 cm rồi cung cấp cho vận tốc 0.4. Nào. Bây giờ tìm này, tìm này. Có Delta delta ta là 0 bằng 10 rồi nhìn nhá, nhìn nhá. Bây giờ ta có một cái chiều dài tự nhiên của nó này nhá. Đây. Chiều dài tự nhiên ở đây y0. Thế thì kéo giữ vật ở vị trí lò xo còn giãn 7 cm. Tính từ đây xuống là lò xo giãn rồi, giả sử giãn 7 cm ở đây. Đấy. Như vậy, tính từ vị trí cân bằng O đến vị trí Y này, nó là delta L0 nên rồi không ta phải tính bằng 10 rồi. Nó so còn giãn 7 là đoạn này bằng 7 này. Tính từ đây đi cho nó dễ nhìn. Đoạn này bằng 7. Như vậy rõ ràng cái đoạn này là gọi là x. Đoạn này là màu đen đen được gọi là x. X đúng nhỉ? Bây giờ tìm x nhá. Như vậy suy ra x bằng gì? X bằng 10 10 7. Nhưng mà vì nó hướng lên trên này này, nó hướng lên trên này thì gọi là gì? Trừ -3. Tức là gì ạ? 7 trừ 10, 7 10 cũng được gọi là 10 7 đi. Âm đi. 10 trừ 7. thế này nhá. Bằng trừ 3 cm. Đấy, x nó hướng về bên này thì gọi là âm. Đấy chưa các bạn? Rồi. Đấy, trừ 3. Như vậy nào? Bây giờ ta tính a nào. A bằng căn gì các bạn? A bằng này, căn này. X bình cộng V trên omega tất cả bình phương đúng không các bạn? Nào x bình là trừ 3 bình phương. Cộng nào? V của ta này vận tốc là đổi ra mét trên giây này bằng 40. Chúng ta chia cho omega nào omega cho ta chưa tính à Nào omega là tính omega này Bằng căn k trên m Căn 100 bằng 10 Như vậy chỗ này bằng 10 Bình phương Đấy để tính ra biên độ A Như vậy A của ta bằng 3 bình cộng với cả 4 bình Chứ bằng 5 cm Như vậy được A bằng 5 cm rồi Bây giờ tính cái gì thôi Tính gì thôi Nào bây giờ ta suy ra luôn gì ạ Như vậy là L thấp nhất ở vị trí thấp nhất thì lò xo so độ giãn là thầy gọi là đoạn delta l đi bằng delta l không cộng cộng a đúng chưa các bạn thì ta lấy là gì ạ 10 cộng với cả 5 rồi bằng 15 cm đúng chưa rồi như vậy thì đáp án sẽ là 15 cm rồi huyền trang chính xác huyền trang chính xác giờ này Trinh Trinh không học nữa à? phan cứng cũng không học à phan cứng chuyển uh, chuyển sang môn, môn khác à vừa năm vừa học thì giải quyết gì bạn này hương giang chết học này nguy hiểm quá nhỉ rồi ok đây là câu hỏi số 4 câu hỏi số 4 đáp án là 15 vẫn hiểu đúng không các bạn vẫn hiểu đúng không nhỉ? Rồi câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5. Nếu mà cảm thấy áp lực quá thì bảo thầy nhé. Việt Dũng đâu rồi nhỉ? Các bạn những bạn còn lại đâu rồi? Không thấy đâu. Nào câu hỏi số 5 ta giải như sau. ta giải như sau nào tiếp tục comment các bạn nào file này thầy gửi vào trong nhóm chắc là nhiều bạn chưa học đến cho nên là thấy hơi vất vả nhỉ hôm sau chắc là thầy luyện tập các bạn làm được đúng không nào một con lắc là so treo thẳng đứng vật treo có khối khối lượng m này câu này hả dùng công thức v bằng omega như nè, ừ đúng không nào vật đang ở vị trí bằng người ta truyền cho nó một cái vận tốc hướng xuống dưới thì sau khoảng thời gian là pi phần 20 nghe này các bạn nghe này một vật một con là so treo thẳng đứng vật treo có khối lượng m vật đang ở vị trí cân bằng đây ở vị trí cân bằng đây vẽ con tròn các bạn nhìn này đấy vật đang ở vị trí cân bằng nhá đấy vị trí cân bằng có hai vị trí cân bằng và người ta truyền cho nó một, một với cái, cái vận tốc này 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 một cái vận tốc là hướng xuống dưới xuống dưới thì nó đang ở đây giả sử với chiếc bằng ở đây đi hoặc ở trên này nhá, để đọc tiếp nữa nào thì sau khoảng gian pi phần 20 giây vật dừng lại tức thời lần đầu đấy dừng lại tức thời ở đâu dừng lại chắc chắn là ở biên rồi thế này nhìn này nó lò xo nó giãn xuống đây đây là vị trí bằng ở đây nếu mà thầy chọn chiều dương hướng xuống thì nó đang ở vị trí bằng ở đây và đang có xu hướng là hướng xuống về biên này đây là biên dương này Thế thì nó sẽ đi từ đây xuống đây Đây này Nó đi một khoảng pi phần 20 giây từ đây này Từ đây này Về đúng đến đây Thì được pi phần 20 giây Nào các bạn cho thầy hỏi Tính từ vị trí cân bằng về đến đây t trên mấy Rồi pi phần 20 bằng t trên 4 Huyền Trang siêu phết Nào như vậy rõ ràng đi từ vị trí cân bằng là vị trí m0 này Đến vị trí biên này Là nó đi được một góc là 90 độ là t trên 4 T trên 4 sẽ bằng pi phần 20 đúng chưa đến đây ta suy ra được chu kỳ chu kỳ nào chu kỳ để làm gì để ta suy ra omega đúng chưa nào t bằng bao nhiêu ạ 4 pi phần 20 sẽ là pi phần pi phần 5 như vậy suy ra omega bằng bao nhiêu luôn omega 10 radian trên dây vì ta lấy là gì ạ 2 pi trên pi phần 5 đúng không được thằng này rồi tiếp theo nào và khi đó lò xo so rãn 20 cm như vậy ở vị trí thấp nhất lò xo so giãn Chính là thầy có bảo là delta L max ấy. Bằng delta L không cộng với cả gì ạ? À? Cộng với cả A thì bằng cái gì? Bằng 20. Này Đúng chưa? Bây giờ thiếu cái gì thôi? Thiếu delta L không. Đúng chưa? Thiếu delta L không là xong. Nào tính delta L không nào. Với delta L không bằng gì nào? G phần omega bình. Đúng không? Dùng luôn trực tiếp công thức này. G của ta bằng 10. 10 chia cho 10 bình là 100 10 chia cho 100 là 0,1 mét như vậy cái này bằng bao nhiêu 10 cm ta thế trực tiếp vào đây đúng chưa nhỉ suy ra là gì suy ra a bằng mấy các em rồi a bằng đây này thằng này là bằng 10 này 10 cộng a bằng 20 như vậy a bằng 10 cm rồi chính xác như vậy đáp án ta chọn là là b hương giang siêu phết đấy nhỉ Tối mai có khi lại ngoại hổ tàng long lấy một triệu của thầy Các bạn biết là tối mai cho bài kiểm tra lấy một triệu đi nhé Kiểm tra lấy một triệu nhé Thế là đỉnh rồi Câu 5 của thầy nó không phải là giống câu năm của những phần khác rồi Nó khó rồi Thi đại học bây giờ nó chỉ này thôi Tí thì cho xem thử một cái đề của các sở cho mà xem Kiểm tra qua suốt nhé, phần mềm nhé Được chưa? Rồi câu hỏi số 6 Câu hỏi số 6 Bài kiểm tra giống đề thi đại học ấy Bài kiểm tra giống hệt đề thi đại học. Đề thi đại học như thế nào thì bài kiểm tra như thế. 40 câu. Đây nói qua này, rất là đề là 40 câu. Rất dễ, rất dễ. Lấy 10. Đấy, rất dễ lấy 10. Đấy. Ơ sao nhảy đâu rồi Nhảy đâu rồi nhỉ Sao này, sao này nó lại hiện lên file đầu nhỉ Không, không sai đâu các bạn Wow. Sao vậy? Ôi sao thế nhỉ? Tự nhiên bị mất này. Các bạn ấy còn nhìn thấy thầy không nhỉ? Các bạn ấy còn nhìn thấy thầy không? À chắc là um, điện thoại thầy tự nhiên bị uh, lag ra. Ở trên này vẫn ok mà đúng không? Đấy rất là dễ lấy 10 thôi. Nếu các bạn chăm chỉ và làm phần này chắc chắn là được 10 thôi nhá. Nào câu hỏi số 6 nào, comment tiếp đáp án nào. Không hiểu kiểu gì mạng mẽo, chán kinh. Nào, câu hỏi số 6. Khó hơn một xíu nhá. Khó hơn một xíu. Ok, thấy rồi, bây giờ thêm thêm mới được, nó mới loát cho. Thầy không nhìn thấy cái gì cả. Tối um. Rồi nào Có khi đợt tới nếu mà được đăng ký nhiều bạn thì sẽ like vào một cái giờ nó đẹp hơn Đứa phải lá Nào câu hỏi 6 Một con lắc lò xo so treo thẳng đứng vật nặng Vật treo có khối lượng M Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng 3cm rồi chuyển cho nó vận tốc là 40cm trên giây Như vậy x của ta bằng bao nhiêu ạ à? Các bạn Ở đây các bạn nhận gì là x bằng 3cm đã Đúng chưa rồi truyền cho nó vận tốc V bằng 40 cm trên giây thì nó sẽ động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo và khi khi vật có độ đạt độ cao cực đại thì lò xo giãn 5 cm. Nào, khi vật ở độ cao cực đại thì các bạn biết là L delta L của ta sẽ làm như thế nào? Delta L của ta sẽ đạt giá trị min bằng bao nhiêu các em? Bằng delta l không chứ? trừ A. Đúng không ạ? Nhớ cái công thức này nhá. Ở min nhá, ở chính ngắn nhất ấy. Thế có dạy các bạn delta là 0 trừ a. Khi đó bằng bao nhiêu delta là 0 ạ? À. Tương đương này. Thằng này delta là delta min ấy của các bạn nó bằng 0,05. Còn thằng này delta là 0 của bạn là bây giờ ta xem đề bài yêu cầu tính cái gì đã. Xem đề bài yêu cầu tính cái gì đã. Khi lò xo so giãn 5 cm. Giãn chứng tỏ là gì ạ? Chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ biên độ a vẫn lớn hơn. Đây là nhìn này, nhìn này. Nhìn lại nhá, của một cái lò xo này nhá. Một cái lò xo thế này. Thế thì ở vị trí chiều dài tự nhiên là ở đây. À xin lỗi ở chiều dài tự nhiên ở đây đi. Là tính từ đây xuống là lò xo giãn này, giãn này. Như vậy ở vị trí cao nhất, ở vị trí cao nhất lò xo độ cao cực đại của nó. Đây, thầy dùng màu đỏ đây. Thì nó vẫn giãn 5 cm, ý chỉ là gì nào? Nó đi từ đây xuống đây. Đây là biên dương A, bên này sẽ là biên âm A thôi. Vậy là lò xo nó chỉ lắc qua lắc lại khu này thôi, nó không về đến được đến đây. Cái trường hợp này delta L0 các bạn nhìn thấy rõ ràng là lớn hơn gì? Lớn hơn A. Rõ ràng là lớn hơn A đã đúng không nên ta lực không phải lớn hơn a đã thế thì chỗ này nên ta lực không trừ a thì nó ở vị trí là gì cao nhất rồi cao nhất rồi đúng không, các bạn rồi bây giờ đề bài hỏi này v max v max thì bây giờ thầy cần tìm ra omega omega thì chỗ này xuất hiện omega a chúng ta chưa biết a chưa biết đấy bây giờ ta phải dùng công thức độc lập nhưng mà phải xuất hiện a đã phải xuất hiện a đã đúng chưa các bạn nào để xuất hiện a như thế nào nào biến đổi tiếp này biến đổi tiếp thì ghi xuống dưới đi nào tương đương đen là không là không min này bằng không phẩy không năm nhá thay đổi nhá nhá bằng này đen l không là bằng g phần g phần omega bình g là bằng đây chữ a đúng chưa thì tương đương ở đây luôn không phẩy không năm bằng mười phần omega bình trừ a đấy như vậy bây giờ bây giờ các bạn quay lại cái công thức này nháp này nháp này nháp này các bạn nhìn cái công thức để tính ra biên độ a ấy các bạn ạ a là bằng x bình a bình ấy cộng x bình cộng v bình phần omega bình thế thì sẽ xuất hiện một phần omega bình đây này thì ghi gọi lại chỗ này sẽ là một phần omega bình như vậy thì đưa về một phần omega bình là xong đúng không như vậy ném thằng này vào đây ở đây 10 phần omega bình 10 phần omega bình Thầy nhân cả hai vế cho 0,01 đi. À 0,1 đi. Nhân cả hai vế cho 0,1 Nào ta sẽ được này. Đây được như sau nhá. Nhân cả hai vế cho 0,1. 0,05 chuyển luôn sẽ là một phần omega bình. Bằng này. Chuyển thằng này sang đây. Nhân 0,1 với ra sẽ là 0,1a. 0,1a. Chuyển thằng này sang đây này, 0,1a này. À, cộng với cả bao nhiêu? 0,005 Có hiểu không ạ? Các bạn có hiểu không ạ? Ý là thành nhân cả hai vế cho Chia cả hai vế cho 10 cũng được hiểu như vậy Thì chỗ này là A chia cho 10 là bằng 0,1A Chuyển sang, sang đây là dương thôi Ok chưa? Rồi đến đây ta làm tiếp này Nào dùng công thức này A bình A bình nhá A bình Bằng x bình cộng V V Có chưa? V bình Nhân 1 phần omega bình Công thức của ta như này đúng chưa thì tách thôi tương đương này hay suy ra đi a bình bằng x bình x bình và ba bình này cộng với cả v bình là bằng bốn mươi a từ từ đổi ra mét đã, đổi ra mét đã Thế này phải đổi ra đơn vị chuẩn mét không tin nữa là sai mất sẽ là chỗ này sẽ là bằng bao nhiêu ạ à? x bình là bằng này không phẩy không ba bình phương cộng v là đổi ra bằng bốn bốn mươi là không phẩy bốn này Nhân 1 phần omega bình là nhân cả cụm này Là 0,1A Cộng 0,05 Đúng chưa? Như thế này Đấy Thì các bạn can sẽ ra được A bình Nào can này Để ra, sẽ ra A bình này. Đấy can sẽ ra được A Đấy có A thì ta tìm ra omega thôi Can xem nhá Nào can à đây các bạn cùng can nhá nhìn cái máy tính nhá à? không phải không mét à? Nó giang đẳng nhỉ? ok nào thử nhá x bình alpha bình alpha này không phẩy không ba bình đúng chưa cộng với cả gì ạ không phẩy bốn nhân mở ngoặc ra các bạn không phẩy một nhân với cả x Đúng chưa? Và ta cộng này. 0,005. Đóng ngoặc vào. Ship can, ship son cái. Thì sẽ bằng là một thằng âm à? Một thằng âm à? à một thằng nữa là bao nhiêu? Nào. Ship son. Bằng 5 đi. Rồi 0.07 Sao to thế Sai chỗ nào 0.07 nhỉ À 0.4 bình Thì quên 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 chỗ này bình 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 Ở đây này Bình phương lên Bình phương lên chỗ này nhá Đây là V bình này Rồi ok ship can ra Như vậy là bằng 0.05 cái nghiệm âm các bạn bỏ đi nhá. Rồi bằng 5 cm. Đấy, như vậy đến đây là tìm suy ra omega nào. Omega thế vào đây. Omega bằng gì ạ? Thế trực tiếp vào cái biểu thức nhá để tìm ra omega nhá. Nào, thế vào đây sẽ là một phần x bình. Đúng chưa? Bằng gì không một nhân a là nhân không không năm đúng chưa và ta cộng với cả gì không 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 năm đúng chưa ship k này cả thì sẽ được omega bằng mười đẹp lung linh như ngọc sinh rồi có omega có a rồi từ đó sẽ ra gì các em về mắc đúng chưa về mắc bằng này 10 nhân với cả gì ạ? 10 nhân 5 bằng 50. Xong thì mét trên dây. Như vậy bằng 0,5 mét trên dây. Đúng chưa? Như vậy 6C chính xác hơn ra chính sao Có hiểu không ạ? Ok Tường Vi. Ok Tường Vi. Thầy can bị nhầm. Ok. được 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 có hiểu không ạ Nào các bạn cùng loát qua câu này hiểu không vẫn hiểu đúng không các bạn tin thời đi thời điểm này có thể là thế này này dạy dễ dạy dạy phần phần dễ thì sau này á xem lại nó cũng dễ nhưng mà chỉ sợ là thời gian tới thời gian tới các bạn mà mà không nắm được phần này thì các bạn sẽ rất là chóng mặt đây thì che đi cái thiết bị quay Che đi cái này để các bạn nhìn thấy chỗ này Nó lại gì cơ Nó lại gì cơ Nó lại gì cơ Không hiểu á à? Đây nhá Nó lại nhá một con lắc lò xo so thẳng, treo thẳng đứng này vật treo có khối lượng M này, kéo vật xuống dưới vì trên cân bằng 3 cm. Có nghĩa là x bằng 3 cm. Vận tốc v bằng 40 rồi cung cấp cho nó một cái vận tốc là 40 cm trên giây. Đúng chưa? Rồi, thế này đã. Để tìm Vmax thì thầy thiếu hai yếu tố là omega và biên độ a. Đúng chưa? Đấy, thiếu a và biên độ a. À omega. Omega và biên độ a. Thế thì để tìm ra được a thì ta có công thức độc lập như này này. Công thức độc lập như này này đây là thời biến tấu của nó thôi đúng chưa khi có biên độ a rồi thì ta quay ngược lực tìm, tìm omega nhưng mà cái chính ở đây này nó nó không có dữ kiện để ta tìm ra ngay này thì ta hiểu ngay là khi lò xo so ở độ cao cực đại ấy, thì lò xo so giãn 5 cm có nghĩa là các bạn hiểu là dù nó ở vị trí cao nhất nhưng mà nó vẫn giãn chứng tỏ là delta l không lớn hơn a thì em phải dùng delta l min bằng delta l không trừ a nó là đoạn này lúc này thì có đưa ra hệ quả cho các bạn ấy Đúng chưa? 50, 50 không phải C đâu. B B B thì khoanh nhầm đấy. Thì khoanh nhầm. Đây thì ra kết quả đây này, 50 này. Ok, 6B. Ok, ok. Ok, ok. Như vậy các bạn đây này bẫy nhất chỗ này thôi này, bất bẫy nhất chỗ này thôi này. Đấy mọi thứ nó từng minh phết. Đây là đề thi đại học 2013 các bạn, câu này. Ngày xưa đề thi đại học khó phết. Bạn nào mà chưa hiểu thì các bạn uh, loát lại nhá. Xem lại video nhá, lưu về tường ấy xem lại. Được chưa? So với lớp học của thầy, lớp học của thầy thầy dạy uh, cách đây khoảng tầm bao nhiêu nào à? thầy dạy từ tháng tư thầy tháng năm thầy đã dạy lớp 12 rồi mà hiện tại ấy thầy dạy chương 5 thầy dạy chương 5 và lý lớp 12 trước cho các bạn ý xong rồi thầy quay lại dạy chương 1 lớp học của thầy á lớp nhiều ngôi sao học hết bạn nào mà trong nhóm kín là muốn học với lớp học thì thầy sẽ cho học với zoom với lớp học của thầy nhưng mà phải đăng ký khóa học thầy mới cho vào trong nhóm học với lớp học của thầy toàn giai giai gái thủ đô thôi thì các bạn ấy Học có trách nhiệm lắm Một buổi dạy Zoom mà thầy không cảm giác mệt mỏi gì cả Vui kinh khủng Bài nào cũng làm được Rồi câu hỏi số 7 Lú hả? Nào câu hỏi số 7 giải như sau Thầy nói rồi nếu Nếu này Nếu mục tiêu dưới 7 điểm Thấp dưới 7 thì đừng xem những cái này bây giờ đừng xem những cái này thấy chưa đừng xem những cái này mà các bạn phải làm sao ạ các bạn phải có mục tiêu tầm 8 cộng thì các bạn hãy nên nào câu hỏi số 7 từng vi giờ mới vào á à con lươn à con lươn rất là láo ấy con lươn con lươn rất là láo nó gặp thầy nó nó bảo <laughs> cái gì đấy nó gặp thầy nó nó bảo cái gì đấy hi vờ dô láo thật chết 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 nào câu hỏi số 7 ai ra kết quả rồi các em huyền trang ra d nào thì tích trước nha huyền trang ra d rồi huyền trang ra d Huyền Trang với cả Ngọc Hân học làm thầy rất là vui nhá Học khá là tốt Nhưng mà hai hôm nay chắc là Ngọc Hân mạng vì sao ấy Không thấy học đâu cả Một con lắc lò xo so đang dao động điều hòa Cứ chào xong rồi không thấy đâu Theo phương thẳng đứng với tần số 5 Hz, Các bạn cùng nghe câu này này Khá là hay này Khá là hay này Đẳng cấp này Rất dễ thôi Nhìn ra đáp án luôn <laughs> Nhìn ra đáp án luôn Thứ nhất nhá à, Tần số 5 Hz như vậy nhìn cả bốn đáp án omega đều bằng 10 Chả quan chẳng quan tâm nữa cả vì omega bản chất nó là hai pi nhân f mà bằng 10 pi thôi hiển nhiên đấy radian trên dây được chưa omega cả bốn đáp án đều thế này thấy tính thôi cho nó đủ thôi trong quá trình dao động chiều dài lò xo biến đổi từ 40 đến 56 nào l max bằng l max bằng 56 và l min bằng 40 như vậy ta tính a luôn tức bằng là, là l max trừ l min trên 2. 5 6 40 là 16, 16 trừ 2 là 8 cm. Thế ta loại hai đáp án là gì ạ? Loại hai đáp án có biết độ à loại thằng một thằng thôi, loại mỗi thằng B thôi. Loại thằng B đi. Đúng nhỉ? Được chưa? Loại thằng B đi. Bước tiếp theo ta làm thế nào? Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng chiều dương hướng lên. À chiều dương hướng lên các em ơi. Có nghĩa là một cái lò xo so thế này thì chiều dài chiều dương hướng lên từ hướng lên nhá nhìn kỹ nhá đây nào bây giờ thầy tính xem chiều dài lò xo so ở dưới cân bằng là gì nào l cân bằng bằng l max cộng l min chia 2. đúng chưa các bạn được chưa nào l max cộng l min là 56 cộng 40 56 cộng 40 là 100 à cộng là 96 96 96 chia 2 là 48 Như vậy ở vị trí này này chiều dài của nó là 48 48 cm. Đấy nhá, L cân bằng nhá. Bằng 48. Tiếp, nghe câu này nhá. Từ lúc T bằng 0 lò xo có chiều dài 52 cm. Chiều dương hướng lên rồi. Nào, từ lúc T bằng 0 lò xo chiều dài 52 cm. Có nghĩa là tính từ vị trí chiều dài này này là mới là 48. Chiều dài của nó ở vị trí này là 52 cm. Đấy, lúc T bằng 0 ấy, lúc T bằng 0 ấy. Như vậy tính từ đây xuống đây chính là x Đúng chưa? Như vậy các bạn biết này, x của ta sẽ bằng là gì ạ? 52 chứ 48 bằng mấy cm? Bằng 4 cm. Nhưng các em ơi, các em ơi, đây, đây đây. Hãy để ý dấu, hãy để ý dấu. X cái chiều dương hướng lên thì biên dương nó phải ở trên này. Biên dương A nó phải ở bên này, biên âm A nó phải ở dưới này. Nhá, chiều dương hướng lên hay chiều dương hướng xuống? Nếu chiều dương hướng xuống thì biên dương ở dưới. Nếu hướng lên lên thì biên dương ở ở trên. Được chưa? Nhã Uyên đổi nick à? Em Hân đây thầy ơi. không thấy comment nó bán. À 7D rồi. Trời ơi, em tôi làm tôi đợi mãi không thấy đâu cả. Đáng buồn. 52 48 bằng 4 cm. Các bạn hiểu là tính từ vị trí bằng xuống đến đây là được 4 cm nhưng thực tế nó là gì ạ? Nó phải là 4 4 cm. Đây. Trừ x bằng thế này. Nhưng mà kết luận này. X phải bằng trừ 4 cm bởi vì lý do nó hướng xuống dưới mà. Đúng chưa? Thì bây giờ hỏi phương trình của nó này, vẽ vào tròn lực giác ra. Vẽ vào tròn lực giác ra. Ở vị trí cân bằng là đang ở đây. Nào, 4 cm biên biên dương của ta là 8. Đây là trừ -8. Trừ -8. Nó ở vị trí trừ -4 ở đây này, trừ -4. Và đang ra xa vị trí cân bằng. Đang xa vị trí cân bằng ở đâu? Đang ra xa thì nó phải ở nửa ở trên này, chỗ này này. Nó ở chỗ này này. Đấy, pha ban đầu của ta là gì? Pha ban đầu của ta là gì? 2 p trên 3. Nếu mà thầy diễn giải tôi thầy nhìn cái ra đoán ngay lập tức, đúng chưa? Các bạn khoanh vội. Đoán này. À, xin lỗi đoán đi. Đoán đi xin lỗi. Không cần đâu ạ Chả cần cốt gì cả. Thầy dạy cái phần vòng tròn lượng giác rồi. Còn tính cốt thì, thì ấy lắm. Thầy dạy cái vòng tròn lượng giác cho đa số bạn học ở đây rồi các bạn biết thừa. Cái gì trừ a trên hai, trừ a trên hai này này, pha bắt đầu phải là hai pi trên ba, thế thôi. Tính cốt nó phức tạp là gì? Góc này ba mươi này, góc này sẽ là chín mươi này. Đấy. Còn bạn nào mà lười lắm thì cốt ba mươi, à cốt của sáu mươi, tôi dùng xin ba mươi cũng được. Nhưng mà đừng làm như vậy. Bạn nào mà muốn xem thực tế, các bạn hãy xem lại livestream ở phần vòng tròn lượng giác tầm khoảng video video số 4 ấy. Thầy hướng dẫn cách đọc cái vị trí của nó thì biết ngay chỗ này là 2 pi trên 3 thậm chí bài này thì thầy làm rất là nhanh thôi chẳng qua là Kéo lên chút hả ôi mải quá thật quên kéo đó Ok 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 trời ơi nãy không thấy mà không nói gì thầy mải quá thầy dậy quên mất thầy mải dậy quá thầy quên mất để ý cái này Lần sau mà các bạn không nhìn thấy ấy, thì các bạn bảo thầy nhá Các bạn lên tiếng chứ, thầy biết chứ Vì thầy mãi dậy, thầy không để ý được <laughs> Ok chưa? Ok chưa? Có hiểu không ạ? Có đủ để các bạn hiểu không ạ? Nào chuyên võ nguyên giáp 2016 Ở đây có, các bạn có vài câu cuối, câu 8, câu 9, câu 10 đều là trường chuyên cả. Nào câu này, comment đáp án đi ạ. Comment đáp án tiếp nào. Giải. Nếu thấy thấy không thấy gì thì bảo thầy nhá. giải nào ở đây là dạng viết phương trình dao động điều hòa của con lắc một con lắc là so dao động điều hòa trên trục ox nằm ngang trong quá trình dao động chiều dài lớn nhất và nhỏ nhất là 90 và 80 như vậy ta có này tính a luôn Lmax trừ Lmin trên hai đúng chưa bằng này 90 mươi trừ tám trên hai 90 chia 80 bằng 10, 10 chia 2 là bằng 5. Như vậy biên độ A của các bạn bằng 5 cm. Đến đây ta loại được hai thằng 5 căn 2 đi. Loại. A với cả gì? D. Đúng chưa? Đúng chưa? Mấy câu này em sẽ ngồi xem à. Không sao ấy, xem để mà lần sau làm bài ngon là được. Được chưa? Nào, L max trừ L min trên 2 bằng thế này. 8C, nguyên trang đẳng như thế này. Thế cứ khoanh của bạn trước nhá, đặt dấu hỏi đấy đã. Gia tốc A và lý độ x của con lắc tại cùng một thời điểm liên hệ với nhau qua hệ thức x bằng trừ 0,025 a. Mới đọc qua thì suýt đá ra quần. Đúng không? Mới đọc qua thì suýt đá ra quần. Nhưng mà thực tế này, x bằng trừ 0,025 a các bạn cứ bình tĩnh lại. Nào, x bằng không âm nhá, âm nhá. 0,025 a mà x ấy, x ấy các bạn biết này, a của ta bằng trừ omega bình nhân nhân x, đúng chưa? x sẽ bằng là a trừ a chia cho trừ omega bình. Trừ trừ ở hai vế hết. a với a hết, đúng không? a với a hết. Đấy a a hết. Từ đó suy ra được omega thôi, đúng không? Suy ra omega nè. Nào Omega bằng gì kìa Nào Ta lấy là gì ạ à? 1 chia cho gì 1 chia cho 0.025 1 Chia cho 0.025 Căng 2 căn 10 á 2 căn 10 á 2 căn 10 là 2P Rồi 2P Như vậy đến đây này Loại thằng này rồi nhé Loại thằng này rồi Như vậy đến đây khoanh được đoán C rồi Huyền Trang siêu ấy Rồi ok Không em bằng 2 pi Thế thì nếu mà muốn tìm pha ban đầu thì làm thế nào Tại thời điểm T bằng 0,25 giây Vật ở lý độ x bằng trừ 2,5 căn 3 Được chưa nhìn này vẽ này Nào ở thời điểm T bằng 0,25 X bằng trừ 2,5 căn 3 Biết độ là 5 Nó đang ở vị trí gì Có phải là gì ạ Trừ trừ a căn 3 trên 2 trừ a căn 3 trên 2 và đang chuyển động theo chiều gì chiều dương đây này nó đang ở đây này đây này ở thời điểm t này thế thì bây giờ thầy lùi tìm quá khứ thôi lùi, lùi, lùi tìm quá khứ góc này bằng bao nhiêu rồi 30 30 độ đúng không bạn không thấy à? lại không thấy à đây trời ơi xong nói nhỉ ok ok nào tiếp nào ở chỗ này là không phải Nào nó bảo là Đây này các bạn nhìn này Đấy nhìn nhá Nhìn nhá Nó này trừ 2,5 giây ở thời điểm T mà không phải 25 giây Bây giờ thầy tính chu kỳ ra các bạn xem chu kỳ nhá Nào chu kỳ T nào Có omega bằng 2 pi chu kỳ T luôn 2 pi phần 2 pi là bằng 1 giây như vậy ở thời điểm delta t bằng không phải hai giây nó là bao nhiêu ạ như vậy thầy lấy là Xác định thời điểm ban đầu nên ta t chia cho chu kỳ t t bằng bao nhiêu? t trên 4 Bây giờ lùi 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 tìm quá khứ này, đến đây được t trên 4 Bây giờ lùi tìm này Góc này 30 rồi lùi 1 góc 90 độ Lùi 90 độ, vậy đúng thế Vị trí A trên 2 Bản chất góc này 60 độ mà Đây là vị trí M0 M0 suy ra được pha ban đầu phi luôn bằng bao nhiêu các bạn? 2p trên 4 Wow, à xin lỗi 2p trên 3 IP in vào Dễ không ạ? Đấy, lùi thôi, lùi tìm quá khứ Lùi là ra mọi thứ ra hết Đây là lùi một góc này 90 độ Vì tại thời điểm này nó đi được một góc 90 độ mà Thì lùi 90 độ thôi, sẽ được phi bằng 2 p 3 Khoanh C Ngỡ ngàng không ạ? Ngỡ ngàng các bạn Các bạn có thấy ngỡ ngàng không ạ? nước Nga không? Đây là câu chuyên võ nguyên giáp ở hà tĩnh à, À quảng trị còn quảng, quảng trị, chuyên võ nguyên giáp ở quảng trị. nhã uyên thấy comment của em nhưng mà không thấy uh, comment đã bán. mạng lắc đơ đơ không nhìn thấy gì không hiểu tại sao luôn mạng lắc đáng sợ thật Các bạn có nhìn được thấy không? Nào, thả tim tứ tung cho thầy xem thầy, thầy nhìn xem có có nhìn thấy gì không nào. Trời ơi. ơi câu hỏi chuyên vinh lần 2 2015 hơi mờ ấy hả chí na ngọc hân chí na Đấy rồi ngọc hân lên tiếng rồi khoan chí na để để xem nhá có đúng không nhá em vẫn không hiểu chỗ lùi 90 độ á đây này đây này ở thời điểm t mà không phải 25 giây thì nó ở đây chu kỳ bằng một rồi bây giờ thầy phải lùi tìm vị trí ban đầu chứ Giống như kiểu là bây giờ thầy chưa biết em đi cách nhà em bao nhiêu km cả Nhưng mà mẹ em bảo là em đi cách đây một tiếng rồi Đúng không? Em bảo là em bảo là mẹ em đi từ nhà em đi một tiếng rồi Thì thầy phải ước lượng xem là là một tiếng em ở đâu Hoặc ngược lại bây giờ em đang ở ví dụ ở một cái vị trí A nào đó Bây giờ hỏi là đố thầy biết nhà em ở đâu Nhà em cứ đi thẳng là đến Đấy có một con ngõ thế này thôi Nhà em cứ đi thẳng là đến Thầy cứ đi lùi đúng 25 giây là đến nhà em Thế là phải lui tim quá khứ chứ Đúng không? Em không hiểu sao bên dưới 30 độ ấy hả chỗ này hả? Đây là A căn 3 trên 2 mà Không học vòng tròn lượng giác à? Ờ chỗ này là bằng đây này A căn 3 trên 2 đây này Trừ A căn 3 trên 2 thì góc này phải bằng, bằng 30 độ thôi Vì góc này là bằng bao nhiêu Thế giờ đường này chắc phải dậy lại cái này Không dùng cốt cũng được này Cốt alpha bằng Căn 3 trên 2 Trừ căn 3 trên 2 đây này Căn 3 trên 2 là bằng 30 độ 30 độ nhưng mà hướng về phía âm thì nó là trừ 30 Trời ơi kém nhỉ Con này mà không làm được Rồi, ok, ok. Ok. Nào, bây giờ thầy chữa câu 9 nào. Ngọc Hân 9A Chín chính xác. Để xem giải 9A nhá, xem chính xác thật đâu nhá. Giải. Giải này. Được chưa các bạn? Thầy co lại cho nhỏ chút xíu cho nó đỡ tốn diện tích. Mấy ly trước của thầy em chưa xem lại hết Mấy ly trước chưa xem làm sao mà hiểu được những cái này Trời ơi vòng tròn lực giác những vị trí đặc biệt này Phải nhớ được này Tại sao thầy phải dạy đại cương khổ như vậy Thật sự luôn không có giáo viên nào dạy dạy một cách kiểu áp đặt như thầy cả Đây nhá nhìn lại này Những vị trí đặc biệt này Thì họ cứ vẽ hẳn một cái vòng tròn to như vậy Bảo em nhớ đi Thế nên mấy ông ở trong nhóm Messenger thầy thầy kích ra hết ấy. Mấy thằng mà lúc đầu ấy, cứ tính tướng là học trước ấy. Thầy kích ra hết rồi cứ cậy là mình học trước cho nên là học nào là t trên mấy á, t trên 2 cộng t trên 2 á, cộng t trên mấy á. Bỏ đi. Bỏ đi. Học vòng tròn lượng giác cho thầy. Thầy giáo dạy có tâm là bây giờ thầy giáo phải dạy vòng tròn lượng giác chứ thầy dạy trục. Trời ơi, dạy trục. Nó chỉ nhớ thời điểm đấy thôi. Làm sao nhớ được vòng tròn lượng giác để giải những bài khó này? Nên mới cần tư duy nào nhìn này, nhìn lại nhé. Ví dụ ở đây, này thầy vẽ ra này, biết ngay ở đây là thầy ví dụ học sinh của thầy biết ngay ở góc này là pi trên ba Pha bắt đầu là pi trên 3 tại sao như vậy? Bởi vì tính từ đây này. Qua đây là góc này là 60 độ. Thế điểm đối xứng của nó thì chắc chắn là góc này bằng 30 rồi. Thế thì ở vị trí a trên 2 thì góc này cũng phải 30. Thì chỗ này phải là 60 rồi. Thế thì ở vị trí a căn 3 trên 2 là góc này 30 rồi, góc nhỏ 30, góc to là 60 rồi. Đấy, thầy dạy như vậy. Làm nhanh kinh khủng. Hãy xem livestream lại mấy phần trước nếu mà trường hợp em muốn miễn phí, còn nếu mà em em đăng ký khóa live vip Đấy, đang giảm giá rất là nhiều ấy Thì thầy sẽ lại dạy lại vòng tròn này Còn một cái kỹ thuật nữa đẳng cấp hơn Là kỹ thuật nhìn góc 30, 60, 40 đấy Nhiều kỹ thuật lắm Thầy chưa chỉ Thầy để dành cho học sinh của thầy Ở trong nhóm VIP Nếu bạn nào mà đăng ký nhóm VIP Thì thầy sẽ chỉ những cái chiêu đẳng cấp cho các bạn như vậy Được chưa? Được chưa? Bây giờ ta sẽ giải câu này nhá Giải câu này Đấy Ngoài tường thì các bạn cũng học cũng khá là đầy đủ đấy Nhưng mà đến sau thì thầy chưa biết được vì là Có nhiều phần khó hoặc là nhiều phần mà các bạn Nhiều phần hay ấy, thì thầy phải dành cho học sinh nhóm kín Không các bạn bỏ tiền ra các bạn sẽ tủi thân Nào tập trung vào đây Tất nhiên những câu này các bạn đã đủ lên lớp khoe với các bạn đủ chín cộng rồi Những câu như này này Nhưng mà để toàn diện thì các bạn phải học một cách đăng ký cẩn thận Bởi vì trước sau thì cũng đăng ký rồi các bạn Thời đại này đang, thời điểm này đang giảm giảm giá khá là nhiều ấy nếu mà đăng ký 10 bạn là giảm còn 800k à? Cái khủng nhỉ? Bây giờ thầy mới biết đấy. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 36 cm. Được treo thẳng đứng vào một cái điểm cố định, đầu dưới gắn với một vật nặng có khối lượng M. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Đấy, dao động theo phương thẳng đứng như này. Xuống dưới nhá. Được chưa? Trong quá trình dao động chiều dài cực đại của lò xo bằng 1,5 lần chiều dài cực tiểu. Nào các bạn, có này. Nào, lơ mắt bằng l0 cộng delta l0 cộng a. Còn l min bằng l0 cộng delta l0 trừ a. Như vậy là chiều dài cực đại bằng 1,5 lần chiều dài cực tiểu có nghĩa là l max chính là l0 cộng delta l0 cộng a này bằng 1,5 lần gì? L0 cộng delta L0 trừ chứ... trừ A. Đúng chưa các bạn? Đấy các bạn vẫn hiểu đúng không? Rồi, bước tiếp theo là các bạn tính như nào? Tính như nào ạ? Nào, ở đây điều này người ta cho chiều dài tự nhiên là L0 bằng 36. Tại thời điểm T vượt qua vị trí li độ 4 cm và tốc độ là 20 pi căn 3. Thế mà hỏi chu kỳ, để tính chu kỳ thì thầy cần tìm ra delta L0. Thế này, tư duy ngược này. Tư duy ngược nhá, tư duy ngược. À, tôi duy ngược trước chút đó là để tính ra chu kỳ t thì ta có công thức là 2pi căn delta l không trên trên g ấy. đây này công thức này này được chưa như vậy thầy cần tìm delta l không là xong như vậy để tìm ra delta l không thì ta làm thế nào nào l không thay bằng gì ạ ba mươi sáu vào đây ba mươi sáu vào đây một phẩy năm l không trừ cho l không là bằng mười tám đúng không nhỉ mười tám thầy sẽ biến đổi cho các bạn nhìn nhá mục tiêu của ta tìm delta l không đã 1,5 delta L0 trừ cho delta L0 ở đây Sẽ chỉ còn là bao nhiêu ạ? 0,5 delta L0 Đấy 0,5 delta L0 Được chưa các bạn? Bằng gì ạ? Nào 0,5 phá tung ra rồi 1,5 bằng mấy này L0 là bằng 36 0,5 x 36 là 18 18 này Thằng L0 này thằng bằng 36 nhá Thằng này thằng bằng 36 nhá nào tiếp 1,5 trừ A Trừ cho thằng này Là cộng 2,5 A à, Trừ sau nào từ từ nào Chuyển thằng này sang đây là 1,5 Là trừ 18 Trừ 18 ạ Trừ 18 Trừ 18 Thôi thầy ghi lại thế này cho dễ nhìn đấy nhá Là 18 nhá Có nhanh quá không nhỉ 18 này Ui 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 Ghi A trước đi Cho dương À 2,5A trừ 18. Đấy như vậy. Đây. Được chưa? Như vậy đến đây nào, ta quy đồng lên để mất thằng 0.5 đi cho nhìn đỡ ngứa mắt. Thì suy ra được Delta L0 nhân cả hai vế cho 1, uh, nhân cả hai vế cho 2 ở đây. 2,5 nhân nhân 2 là bằng 5a. Chứ -2 nhân 18 là bằng 36. Đây là dấu sao? Đúng chưa các bạn? Được biểu thức sao rồi? rồi được delta l không nào bây giờ ta sẽ tính nào như vậy delta l không bằng cái này mặt khác này các bạn lại có công thức này các bạn có này omega bình phương bằng g phấn delta l không đúng chưa omega bằng căn g trên l không mà như vậy từ đó suy ra omega bình phương bằng g phấn delta l không đúng chưa rồi đến đây ta làm tiếp thế nào đấy các bạn omega bình phương lại bằng gì ạ công thức độc lập ạ công thức nào là bạn cái này khó này Tức là v thực ra cũng không phải khó đâu v chia cho căn gì căn bỏ ra bình phương rồi a bình trừ x bình đúng chưa a bình trừ X bình thế này là xong nào v v chỉ đối là v v bình đấy như này còn loát được không các bạn Chứ khó một chút nhá chỉ có một câu này với câu dưới câu dưới dễ hơn rồi nào đến đây g có chưa Gần 10 rồi 10 phần 10 phần này Delta L0 là cái ẩn này 5A 36 Bằng V bình là 20P căn 3 Bình phương Chia này em này Chia ra A bình giữ nguyên X bình là thằng này Là 4 bình 4 bình Rồi đến đây là chúng ta can xem A mấy nào nào can xem a mấy nào có a thế ngược lại để tìm ra đem ra được không là xong đúng chưa nào nhập đây nhá 10 này phần này 5 a là 5 nhân x trừ 36 này alpha bằng ở đây để phân số này ở trên tử sẽ là 20 p nhân căn 3. Bình phương đúng không ạ? Rồi chúng ta chia cho cái gì ạ? A bình là x bình này. Trừ cho 4 bình. Đúng chưa? Rồi, Xếp can này cả. Ui, to vậy. To vậy chứ? 10 bình to thế nhỉ các em nhỉ? Hay nhiều nghiệm quá. Ship ship can lại nhá. Để không đi. Wow. Wow. 10 phần 5x 36. Sai ở đâu nhỉ các em nhỉ? Ship can đi vẫn ra năm chín một bốn hay là thầy chưa đổi ra mét nhỉ à thầy chưa đổi ra mét các bạn thầy chưa đổi ra thế nào thầy đổi ra đã nào thầy đổi ra đã như vậy thằng này phải là delta l không Omega bình bằng G phần Delta à, là không A thằng này bằng 10.000 này thằng này này G đổi ra bằng đây 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 thầy sai thầy biết sai rồi G đang là đây này G đang là mét mét trên dây bình phương thì đổi ra cm mét trên dây là bằng uh, 10 1.000 1000, 000 1.000 1.000 đây bằng 1.000 nhá sang mét trên dây bình phương chú ý cái này chú ý chú ý chú ý rồi can lại nào can lại nhá chỗ này nhá thế chưa đổi thế chưa đổi thằng uh, g ra nếu phải cùng đơn vị nếu không có phải đổi ra đơn vị mét hết nhưng thằng này ấy, có mỗi thằng này đổi thôi nên là các bạn đổi cho nó luôn người này ship can này không này rồi một phẩy năm quá gì vậy chuyện gì xảy ra vậy ship can wow gì vậy a số vai a số vai Thế nào nó bị sai cái gì nhỉ? 5A này, hết tất cả thay đổi ra mét đi xem nhá. Thay đổi bằng máy dùng máy tính này đi. Xét lại ta để 10 đi. Xét là thằng này đang là 5A. 5A 36, thầy giữ nguyên đi. 5A 36 cm đổi ra mét đi. 5x này 36 là 0.36 này. Tôi thay đổi ra hết ra mét nhá. Ở đây bằng phân số của ta là 20 pi căn 3 thầy để bằng 0, 02 pi đi nhân căn 3 đi Bình phương Phần Rồi chắc là ra thôi A bình thì vẫn là x bình Trừ cho 4 là 0.04 bình này Rồi ship can đã Âm 0.03 Rồi một thằng như vậy Một thằng nữa là gì nào Ship can uhm, xem lại xem nó bị lỗi cái gì 20 pi căn 3 pi bình xếp căn 2 đi Sao nó ra số lạ vậy nhỉ Các bạn ơi các bạn can thử bằng máy tính của mình xem Nó ra kết quả gì có can từ bằng máy tính của mình xem ra kết quả gì? Để can ra kết quả xấu quá. Không hiểu là nó bị uh, kết quả nó bị lỗi là do cái gì? đây thay vào một cái là ra kết quả thôi. <laughs> có đọc được không có đọc được ấy uh, không nhỉ đừng can hả dài tay hả đáp án gì hân hân đọc nào à, bên Trang đọc đáp án nào Đọc đáp án cho thầy nào Chỗ này chắc chắn là ra rồi nhưng mà Không can thì sao ra đáp án được Xem lại nhá Giải tay ra 8 à Thử 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 lại đáp án nào thử lại đáp án vào đây nhá Xem hai vế có phải là 8 nhá 1 000 nghìn. 1 nghìn này Phần này 5A 5 x 8 36 bằng 250 nhá. Giá 8 à? Can sao ra xấu thế nhỉ? 8 này, à 250 thì để đây đã. Xem về bên này nào. Về bên này nhá. 20p. À có thể do cái lỗi cái căn 10 này nên nó không uh, ấy được. Căn 3 Giá nghiệm 52 với cả 8 à? giải phương trình à? Ok, đợi thầy tí nhá. Bình phương. Để thử lại nghiệm của các bạn đã. Là 8 bình này. trừ cho 4 bình. Rồi 250 đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Đúng, thử nghiệm lại bằng 8 thật thỏa mãn đâu bạn. Nhưng mà can sao không ra kết quả nhỉ em nhỉ? Rồi có a rồi bây giờ Thế ngược lại thì tìm ra là rồi không thôi Nhưng mà sao can không ra đoán nhỉ Tại sao, tại sao máy của thầy bị sao Rồi như vậy đến đây ta suy ra này Suy ra này Ở đây không phải Delta đen là không bằng này Nhưng Delta đen ta là, là không bằng 5A 36 5 nhân với cả 8 36 bằng 4 cm Cái này bằng 0,04 m Từ đó ta suy ra chu kỳ t của ta 2 pi nhân với cả delta l không trên g bằng nào thay trực tiếp vào đây 2 pi nhân này wow rồi đã làm quả can nhìn chóng mặt quá nhỉ giả dạ, thì không sai đâu nó bị ấy đấy nó bị uh, lỗi kỹ thuật về máy tính thôi có phải không này Gồm mấy nhỉ các em nhỉ 10 à Rồi không phải 39 Thế không, không phải 4 À thế à Máy ai không thế à Thế giải tay mới ra kết quả Lạ nhỉ Lạ nhỉ Rõ ràng giải không sai gì Nào, thử lại lần nữa nào. Shift 1. Thì đến này đi. 2. 2 đã. Rồi bây giờ thử can lại lần nữa nhé. Xem lỗi tại sao. 1.000. Phần 5. Alpha X. Trừ cho 36. Nhớ đổi nhé. Cái, cái chỗ này nếu không để 1.000 không ra kết quả đâu em ạ. Văng này. Với bên này để phân số này. Ok Đợi một chút thầy xem lại nhá 20 thì để chỗ này căn 10 đi căn 10 đi Nhấn căn 3 Đợi một chút thầy căn lại một lần nữa xem Thử xem lỗi bị sao nhỉ Phải giải tay cái này thì hơi lâu một tí Trừ cho 4 bình Đúng không Tiếp căn Xung quanh nghiệm không nghiệm mà năm đi. <laughs> Top vai. Top vai. Lỗi tại sao nhỉ em nhỉ? Thế nào? Ship can nghiệm khác đi cho nó to vật vã đi, 50 đi. À đây 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 đồng nghiệm 52 đây. Đây. Can thì được một nghiệm 52 đây. Ok, đồng nghiệm 52 đấy nhá. Nào từ từ thì xem lại tại sao nghiệm nghiệm 52 đấy nhá. A bằng 52. Nào. nên L0 một mấy. L0 một mấy nhỉ. Chiều dài tự nhiên 36. Thằng này lớn hơn L0. Nên ta loại. Lớn hơn L0. Lớn hơn là chiều, chiều dài tự nhiên thì không xảy ra được. Loại thằng này đã. Đúng không? Đúng không nhỉ? Có hiểu không? Thế này. Thằng này to vật vã này. Nó lớn hơn hẳn. Ta loại đi. Rồi bây giờ quay lại can tiếp nào Can cũng được em ơi. Đây này. Cái can này. Can lại lần nữa xem nó ra nghiệm 8 nhá. Ship can. À, đâu đó quanh là 5 6 đi để này. 52 quá. Vẫn ra 52 mà. Đây à, xem nào. Nghiệm khác đi. Ship can. Không đi. Wow. Như vậy chỉ được nhận nghiệm 52 thôi. Các bạn giải tay ra nghiệm 8 nhá. Bẫy thật mày này. Bẫy thật. Nó các nghiệm 8 thôi nhá. Được chưa? Bài này đáp án sẽ là A. Đây là chuyên viên 2015. Đúng không ạ? Cái này không phải là thao tác gì khó cả, thao tác máy tính thôi em ạ. Thao, thao, tác máy tính thôi. Bây giờ em giải phương trình bình thường cũng ra kết quả. Đây. thế thử vừa rồi á, thử bạn Huyền Trang với cả bạn Ngọc Hân làm thì thầy chỉ cần thay cái là ra kết quả thôi. Thay 8 vào đây một cái là biết hai vế nó đều là gì đó? Thỏa mãn 250. Rồi, ok ok, như vậy là đủ hiểu đúng không? Ok, câu cuối cùng. Câu cuối cùng của buổi học ngày hôm nay là câu chuyên bên Hòa Hà Nam mới thi. Các chị mới thi xong ấy. Mới uh, bao nhiêu tháng 5 vừa rồi này, 25 tháng 5 à? À hay là mùng 3 tháng 6, mùng 6 thi câu này. Nào, comment nó bán cho thầy xem nào. Nó bán gì nào? Comment nó bán cho thầy xem ra gì nào. mạng lag không có gì xa cách bằng mạng lag cả các bạn 10D wow Ngọc Hân đã trở lại nào câu này một con lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng 100 g và một cái lò xo nhẹ có độ cứng cao bằng 100 trăm tấn tính omega trước đi à tính chu kỳ t trước cũng được nhá được căn k trên m k là 100 chứ không phải một đấy căn nó bằng 10 pi 10 căn 10 ấy. 10 pi suy ra nào t bằng 2 pi trên 10 pi là 1 phần 5 giây đấy để nguyên đây nhá đúng nhỉ để dùng lại máy tính nào căn 100 tự nhiên đến giờ này nhẩm nghe kiểu 10 căn 10 đúng không 10 pi 10 căn 10 là 10 pi nhá. Rồi, kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo giãn 4 cm rồi truyền cho nó vận tốc là 40 pi căn cm trên giây theo phương thẳng đứng từ dưới lên. Nào. Các bạn nhìn này. Đây. Kéo hướng xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo 4 cm rồi truyền cho nó vận tốc 40 cm trên dây này. Theo phương thẳng đứng từ dưới lên thì chọn dưới hướng xuống đi nhá. Đấy chưa các bạn Các bạn cứ tưởng tượng đây là vị trí cân bằng O này Đây là vị trí chiều dài là xo không biến dạng Y này Được chưa Tiếp bây giờ thầy tìm ra A thôi Biến độ A sẽ bằng mấy nào A sẽ bằng mấy nhá A bằng căn X bình cộng V phần omega tất cả bình phương À thay vào đây nào X bằng mấy các bạn Lò xo A từ từ nào Theo đến vị trí lò xo 4 giãn cm Bây giờ thầy tìm đã từ từ đã Bỏ qua cái này đã Tính delta L0 đã Delta L0 bằng nó không bằng G phần omega bình Đấy Dùng luôn cái này cũng được Các bạn thay luôn trực tiếp này G là bằng 10 này Omega bình chính là bằng 10 pi bình là 1000 Bằng 0,01 m Bằng 1 cm Như vậy lò so giãn là thế nào là giãn Tính từ chiều dài tự nhiên xuống dưới là lò so giãn Một đoạn 4 cm Xuống một cái đoạn nào đó 4 cm tính từ đây này Delta L của các bạn bằng gì thôi? Bằng 1cm Bằng 1 thôi Đoạn nào 1 nhưng mà nó kéo xuống tít dưới này cơ Kéo xuống tít dưới này cơ Đây, Thầy cứ để thế này dễ hiểu cái Đoạn này này nó bằng 1cm Delta L không bằng 1 mà Mà cái đoạn này giãn 4cm Các bạn biết này Cái LX nào đó, Delta X ấy, Bằng 4 Thì hiển nhiên là suy dạy X bằng mấy luôn? X cũng bằng 3cm luôn Vì là 4 1 mà 4 1 mà Bằng 3cm Vẫn hiểu đúng không? Có X bằng 3 nó ở dưới này này bằng 3 cm. Rồi, bây giờ tìm A nào, biên độ A nào. A bằng căn của x bình cộng v trên omega tất cả bình phương. Nó chỉ bẫy chỗ này thôi. Bằng này em nào? Căn của x bình là 3 bình phương. Xem chiều dương hướng xuống dưới hướng lên á. Rồi ok, nào 3 bình phương cộng với cả v nào. V là mấy ạ? 40p, 40p chia cho mấy? 10p bằng 4. Bằng 4, 3 bình cộng 4 bình chắc chắn là bằng 5 rồi. Đúng chưa? 5 cm. Nhá. Rồi, tiếp theo là cái gì? Tính được biên độ áp bằng 5 rồi. <laughs> Coi vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng lấy g bằng 10, pi bằng 10, thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí thấp nhất, thấp nhất là bên dương ấy. Giả sử thầy chọn thấp nhất ở đây đi. Bên dương này này. Là dương là 5, 5 cm trên bên dương A nhá. Đến vị trí nào các bạn? Thì vẽ thì hơi 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 rửa người một tí. vẽ lại cái hình này cho các bạn dễ nhìn đi. Vẽ lại cho các bạn dễ nhìn nhá. Đây các bạn nhìn này, đây. Tính từ vị trí chiều dài tự nhiên y ở đây. Đúng không? Y là chiều dài tự nhiên của lò xo nhá. Đến vị trí cân bằng là đây. Ô oh, đây. Thế thì x nó ở vị trí này. Đang ba này, thì biên nó ở tít dưới này cơ bên dương này bên dương thế này bên âm bố rồi ở chỗ này mất rồi có chiều dài tự nhiên ở đây đi à, đây là vị trí treo treo quả nặng đi nhá rất dễ nhìn nhá rồi tóm lại thằng này bằng 5 này nó hỏi là thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí mà lò xo so bị nén 1,5 tính từ vị trí này xuống thì lò xo so nén 1,5 nén 15 cm 15 năm cm nào đó thế thì cái chính của ta là tìm đoạn này nó ở đâu li độ x nào Tính từ tính từ đây cơ. Mà đoạn này bằng 1 chưa? Đây bằng 1 rồi, 1 cộng 1,5 là mấy ạ? X bằng gì? 1,5 nhưng mà hướng về phía dưới sẽ là trừ của 1 cộng với cả 1,5. Sẽ bằng là trừ 2,5 cm. Có hiểu không ạ? Bởi vì nén thêm một đoạn mà. Tính từ đây, tính từ y này xuống đây là gọi là nén này. Đúng không? Nén. Còn tính từ vị trí cân bằng ô sang đây thì nó là được 1 cm rồi. Đây này, tính ở đây này. Như vậy, vẽ vòng tròn lực giác ra. Các bạn chọn giác ra Các bạn sẽ nhìn thấy như sau Nào nó đi từ vị trí thấp nhất Là vị trí bên dương A đây Bên dương A đây Đến vị trí trừ 2,5 Vì biến độ bằng 5 mà Trừ 5, 5 ở đây Đúng không các bạn Nào góc bao nhiêu độ Bao nhiêu độ đấy các bạn Thế nào Theo chiều gì nhỉ Né à Né nào 1,5 à uhm thế nào? Chu kỳ T bằng mấy nhỉ? 1/5. Ok, như vậy là các bạn nhìn này, nó đi được một góc đúng bằng 120 độ. Như vậy delta T của ta bằng T trên T trên 3. Đúng không? T trên 3. Nếu mà bạn nào mà không nhớ thì các bạn lấy 120 độ này này chia 360 độ này nhân T này, T trên 3. T thì bằng bao nhiêu? 1/5. Như vậy 1/5 nhân 3 là 1/15 giây. 1/15 giây. Đấy. đấy, đấy chính là đâu hả Đấy, đáp án sẽ là D như Ngọc Hân làm. Thấy chưa? Không thấy à? Thấy chưa? Thôi thầy tắt đi cái máy tính này đã. Ngồi thấy chưa thấy chưa Rồi bây giờ mạng lại mượt mượt rồi này mạng lại mượt rồi này thì nói lại cho các bạn nhé chỗ này nhá nói lại chỗ này cho các bạn nhé nói lại chỗ này cho các bạn nhé thứ nhất thứ nhất các bạn hiểu thế này là nó bây giờ thiếu omega ta tính omega tính chu kỳ T ra. Bây giờ xem thử xem là là cái chỗ này lò xo giãn 4 cm ấy, lúc đầu thầy cũng bị nhầm là nó là ly độ x cơ. Nhưng không phải, mà là giãn là tính từ chiều dài tự nhiên xuống. Thì các bạn? Tính chiều, chiều chiều dài tự nhiên xuống mới gọi là giãn. Thì khi lò xo giãn 4 cm thì các bạn tính ra là không ra. Biết ngay ly độ x của dao động ba. Có x có V công v, A để tìm ra biên độ A. Thì cái chỗ mà lò xo bị nén 1,5 cm này thì các bạn tính ra từ đây sang này là bản chất nó chính là trừ 2,5 nó ở đây này thì nó đi từ vị trí biên về đứng đến đây là góc 120 độ có bạn nào mà không biết tại sao góc này là 120 độ thì các bạn xem lại à, live stream khoảng hai uh, 2, 3, gì đấy bị che à Uài. bị che đê mà không nói với thầy Được không các bạn? Có cần diễn giải lại không ạ? Có cần diễn giải lại gì không ạ? Bước đầu tiên nhá, bước đầu tiên nhá. Thì em phải phân tích được đề. Thì đề bài hỏi thời gian ngắn nhất thì chắc chắn là đụng vào chu kỳ rồi. Đúng không? Là so bị nén 1,5 thì các bạn cứ vẽ cái hình ra này, vẽ cái hình ra này. Ừm, phải dùng thế nào để vẽ được nhỉ? Đây các bạn cứ tưởng tượng là làm xong cái này thì thầy vẽ cái hình ở đâu cả Có khó không các bạn? Có khó không? Comment cho thầy biết nào Như này có đủ khó không? Nào comment cho thầy biết nào Câu này ở trường chuyên biên hòa là mức độ đâu đó 8 đến 8,5 điểm các bạn. Bạn nào đăng ký khóa học thì các bạn à inbox cho chị Nga nhé Chị Nga về rách hoặc là inbox cho page của thầy nhé Cái page thầy Kim Nhật Trung ấy Thì sẽ có các chị trợ giảng tư vấn khoa học với cả Giới thiệu khoa học cho các bạn Với cả là gửi cái số tài khoản để các bạn chuyển khoản ấy Được chưa? Rồi buổi học đến đây thôi nhỉ Các bạn dừng ở phần này thôi nhỉ Còn cái phần thời gian lò so nén giãn thì buổi sau ta học nhé Tối mai các bạn sẽ có một cái bài kiểm tra để đánh giá Đánh giá xem hiện tại các bạn sức học như thế nào thế các bạn có tự tin để thi đại ngoại thương hoặc là Hoặc là kinh tế quốc dân Hay là những cái trường top trên không Nếu mà bạn nào mà khẳng định là em chắc chắn em sẽ chăm chỉ học Thì thầy sẽ gửi cho một cái file File thì ọp mà file dành cho các bạn học nâng cao hẳn này thực ra các bạn làm mấy bài này nó chưa phải là nâng cao tột đỉnh của của tài liệu của thầy đâu nhưng mà cũng khó rồi như này cũng khó lắm rồi đấy các bạn có muốn hỏi gì không nhỉ các bạn muốn hỏi gì không chúng ta nói chuyện một lúc nhỉ Các bạn muốn hỏi gì các bạn lên tiếng hỏi nè Thầy viết trả lời nè Bởi vì là thời gian tới á Khi mà like trong nhóm kín ấy Thì có nhiều bài khó mà thầy sẽ không Thầy sẽ không dạy được 100% ở ngoài Những cái phần này cho các bạn Nếu bạn nào mà học cảm thấy hiểu Thì các bạn đăng ký khóa học nhé Thấy chưa khóa học thì uh, gồm 3 khóa cơ gồm 3 khóa nhé đấy giảm giá 50 phần trăm cho các bạn Liện like tiếp à Tối mai Tối mai thầy cho các bạn làm đề Tối mai làm đề thì thứ tư thầy chữa đề Tối thứ tư nhá Tối thứ tư ra sẽ chữa đề Đấy chưa tối thứ tư tối thứ tư ta chữa đề và thứ năm thì sẽ bù cho các bạn thời gian nén giãn này được các bạn đấy giới thiệu qua chút để các bạn biết được cái đây thứ năm à thứ tư chữa phun đề đề thi thử Ok chưa? Cộng trao thưởng. Các bạn hiểu không ạ? Đấy. Chứ full đề cộng trao thưởng nhá. Đấy. Thuần Hoàng vẫn muốn tham khảo gói hả? Gói lại like. gói thì đây, nó chỉ thế này em này. Đây. Ba khóa học nhá, ba khóa thì ta đang giảm là 50% nhá. Thì tổng 3 khóa này là 2 ,4 triệu 4 Nhưng mà giảm 50% chỉ còn bao nhiêu ạ 1 ,2 triệu 2 1 2 triệu Nếu mà em đăng ký bao nhiêu bạn ấy Thì vừa rồi chị Nga có bảo ấy Hình như giảm còn 800k ấy Trong 10 bạn ấy Đấy Các bạn ghép nhỏ các bạn đăng ký sẽ rất là rẻ Được thầy chăm sóc nhiệt tình 100% Đây Thầy, thầy sẽ tặng luôn cái này cho các bạn đến thời điểm thầy sẽ tặng luôn cái này cho các bạn để cho các bạn xem chút nhá khóa học đây nhỉ cũng hỏi gì đấy không hỏi hỏi luôn để trả lời đây Đây, giới thiệu cho các bạn một chút về cái này nhá. Quay cửa sổ thêm nhá. Đây là một cái cửa sổ Đây, thầy cho các bạn xem. Đây. Đây khóa của thầy. Khóa thầy quay sẵn. Khóa thầy quay sẵn. Đấy, đây là phần này. Đấy, thầy sẽ cho bác các bạn xem trực tiếp luôn ở phần này. Ví dụ các bạn muốn muốn Đăng ký khoa học thì thầy sẽ tặng luôn cái này Tặng luôn Tặng thôi Đấy khóa quay Quay sẵn là, quay sẵn là thế nào Ví dụ bạn nào muốn rảnh muốn xem lại những phần mà Đây này Cái phần quay sẵn thì nó không có cái kiểu tạp âm tạp ủng gì Nó quay sẵn luôn Đây này Ok chưa Đấy Hoặc là cái phần thầy đang dạy đây này Thời gian là so nén giãn này Đấy nó cũng đầy đủ hết cho này Đấy khoa học tặng luôn đó như này đó rất là kỹ chữ a thế thì từ cái phương trình 1 và phương trình 2 này, thì ta suy ra này. giả sử bây giờ trường hợp này thì kéo lò xo giãn lò xo giãn xuống hai không phải không lượng thứ nhất để, để tìm ra delta lượng không thì ta sẽ à, chúng ta đừng nhầm lẫn, lẫn. nhé rất là dễ giữa Đấy, đoạn. đấy, đấy. Để các bạn hiểu được là uh, các bạn cần học như nào. Đấy, có lên cả cái khóa này cho các bạn nữa. Tất nhiên, thầy vẫn live stream hàng ngày cho các bạn. Nhưng mà khi nào mà bạn cần xem lại những phần này thì thầy sẽ có cả cái, cái phần này cho các bạn xem. Thấy chưa? Rồi. Giới thiệu sơ chút như vậy thôi. Bây giờ ta nghỉ thôi nhỉ Nghỉ để các bạn dành thời gian để các bạn xem bóng đá Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nhá Ok chưa Bye bye